cho tất cả các anh em. Xin chào tất cả các anh chị em. Đâu rồi, Ngô Hiền Mai lên gửi nhà mời đi lên nói chuyện thế nào, lên nói chuyện đi à. Lần sau đổi tên con trai nhá, tên con gái. Người yêu có đây. Ngô Hiền Mai, đấy có đây. À, xin chào. À, xin chào tất cả các anh em. Anh chị à. Rồi, xin chào Tuấn Cát Trưởng. Xin chào tất cả các anh em. Này à, hôm qua nói chuyện hôm qua cái như là tôi vào cái nhà của Lưu Ly thì thấy Phu Trong lên cái diễn đàn của Lưu Ly. À, xin chào. Phu Trong là một một người Việt sống tại bên Mỹ, năm nay khoảng 37-38 tuổi gì đó. Anh nhìn thấy mặt rồi. Một người Việt Nam mà không biết lịch sử Việt Nam. Nói chuyện là nghe nó chả vào đâu cả. À, nên bảo là Nhật nó giao chính quyền miền Nam cho Bảo Đại rồi mà tại sao Cộng sản còn đi cướp chính quyền của Nhật làm gì? Đấy, một câu hỏi đó của Phu Choang hỏi như vậy thì mọi người nếu là người Việt Nam hiểu về luật pháp Việt Nam, hiểu về lịch sử Việt Nam thì mọi người biết Phu Choang hiểu Nhật đã không còn từ năm 45 sau khi chính quyền Việt Nam, chính quyền cách mạng Việt Nam, chính quyền Việt Minh đã cướp chính quyền từ tay của Nhật từ năm 1945. Năm 1955 thì Diệm mới bắt đầu là mới xuất hiện ở trên chính trường miền Nam, lúc đó Mỹ mới đưa Nhật Diệm về. Vâng, chào anh em. À, chào Trần Tấn. Năm 1955 thì Mỹ mới đưa Diệm về. Thế này bảo là Nhật nào là giao chính quyền cho Ngô Đình Diệm. Thế mà rồi nên cãi là trên diễn đàn với vị Lưu Ly. Thật không hiểu là cái người Việt ở bên Mỹ họ hiểu theo cái gì. Họ chỉ hiểu theo là cái lịch sử do bọn Ba Que nó viết ra. Mấy thằng Ba Que nó viết ra lịch sử là bọn nó tìm hiểu. Tôi không hiểu rằng là cái bọn nó nghĩ thế nào đấy. Một cái đơn giản hỏi nó bây giờ này, mới hỏi lại nó bảo thế bây giờ Nhật là bị Việt Minh cướp từ năm 1945, cướp chính quyền từ tay Nhật từ năm 1945, trong khi đó Ngô Đình Diệm là năm 1955 Mỹ mới đưa Ngô Đình Diệm về, vậy thì để hỏi Nhật nó giao chính quyền cho cái chính quyền miền Nam từ bao giờ đó, mà bảo là chính quyền Việt Minh cướp chính quyền đấy, cộng sản cướp chính quyền. Đấy. Một cái câu hỏi như vậy đấy, mà coi như là Phu Choang và chào tất cả anh em nha, chào mọi người, mà làm mà cãi lý được thì không hiểu là cái lịch sử của Phu Choang nó học ở chỗ nào. Cái thằng Phu Choang này, cái thằng là người Việt Nam sống bên Mỹ, nói là sang bên Mỹ đã hơn 30 năm nay rồi, nhưng mà năm nay khoảng 37-38 tuổi đấy. Có lên diễn đàn của Lưu Ý hôm qua tôi nghe, tôi vào tôi xem cãi lý về vấn đề lịch sử đấy, của Phu Choang với cả Lưu Ly, thì tôi thấy nó là như thế. Một con người không hiểu gì về lịch sử nhưng mà lại thích nói về lịch sử, lại quay cãi cái cố gây cồn gọi là cộng sản là những người đi cướp chính quyền của Nhật, mà trong khi đó Nhật đã giao cho chính cái chính quyền đó cho miền Nam Việt Nam rồi. Thế hỏi thế học ở đâu, hỏi cô cho là học và cậu học lịch sử ở đâu mà cậu nói là như thế, thì bảo là do một số người người ta viết ra, người ta đưa lên trên mạng, người ta đưa lên trên mạng thì đọc thì phải hiểu chứ. Chính quyền của Nhật nó đã bị Việt Minh cướp chính quyền của Nhật từ năm 1945, trong khi đó mà lại nói là năm 50 năm Diệm mới xuất hiện, mà lại bảo là chính quyền Nhật giao chính quyền miền Nam cho Diệm rồi, chính quyền của Nhật. Thì tôi không hiểu là Hàn Ngô Hồi đâu gửi yêu cầu lên nói chuyện nào. Hàn Ngô Hồi, ok đi, ok mình mời lên nói chuyện nào. À, Hàn Ngô Hồi gửi ok đi lên nói chuyện nào, hay là ai lên nào, ai lên muốn lên diễn đàn nói chuyện thì lên
ta lên nói chuyện phiếm một lúc rồi nhà anh em vào đông người ta nói chuyện sao rồi. À, hàng hồi là lên nhá, tôi mời hàng hồi cho là đấy đang thêm trả rồi. Một cái đơn giản như thế thôi, mình phải nói thực sự không phải khinh gì cái bọn bao que, cái tầm hiểu biết của họ rất kém. Sao lại không ấy hàng hồi không lên à? Thế ai nữa, ai muốn lên chuyện nào thì ta gửi yêu cầu đi nào, gửi yêu cầu thì ta nói chuyện lên lên nói chuyện kiếm một lúc cũng được, không sao cả. Một cái vấn đề như vậy thì biết là cái trình độ của bao que hiểu biết rất là kém, ngay như Tân Thái bên Đi Chương hoặc là Rosida, nó nói chuyện thì phải hiểu ra là cái trình độ. À, cả chân thì việc dơ cái mặt ra được rồi, cần gì phải dơ cả người đâu mà sợ. Đấy, cái trình độ của bọn chúng thì bây giờ tôi nói là như này, những cái người mà người ta có trình độ cao, có sự hiểu biết thì người ta lại không nói gì, những người đó người ta không nói gì. Đấy, hoặc là người ta có nói thì cái trình độ người ta có hiểu biết nó còn cao hơn. Cái trình độ của mấy ông ấy như là bao que vớ vẩn, họ không có đủ khả năng để nói chuyện về chính trị, họ không có đủ khả năng để nói chuyện về lý luận. Mà họ cứ lên ra giả tuyên truyền hô hào cho những một số người trong nước, dân chủ cội trong nước, và dân chủ cội trong nước thì là đấy, dân chủ cội trong nước thì là hưởng ứng theo đấy, hưởng ứng theo hô hào là mùng 2 tháng 9 này là được đổ đảng cộng sản đây, anh em nào mà có theo đảng cộng sản thì phải cẩn thận, là mùng 2 tháng 9 này chuẩn bị và chạy sang ngay bên Cali mà học cái môn Duca, thuộc quần của Việt Nam Cộng Hòa, để mà có nước mà lúc mà chạy chứ không có gì, không chạy kịp. Mà anh em lên diễn đàn nào, ai ai lên diễn đàn nói chuyện nào, mọi người ai lên diễn đàn nói chuyện thì ta gửi yêu cầu đi. Anh em nào mà bưng bô cho cộng sản ấy, dư luận viên dư luận viết gì đấy là chuẩn bị mà sang Cali mà học cái môn Đu Càng của bọn mấy ông chống cộng cực ngu thì để mà có đường mà biết đường mà chạy nhé. Chứ còn đúng rồi, cả chân là không quan trọng, quan trọng là lòng yêu nước chứ. Đúng rồi đấy, nói thế là đúng rồi. Và chào tất cả anh em. Đấy thì nói là mình nói sơ qua như thế thôi. Bây giờ nói một cái là như Tân Thái thì là một cái tên coi như là đi làm neo ruộng móng, ruộng móng ở bên Cali, nhưng mà đấy lên livestream được độ 2 tiếng đồng hồ thì bảo thôi thôi thôi, anh em tôi ta tạm nghỉ, không có gì tôi đi làm, không có đi chủ nó đuổi đấy, một cái như cái ruộng móng thế, nhưng mà lên diễn đàn thì cứ ra giả tuyên truyền là úi giời ơi, nhân dân Việt Nam hãy đứng lên lật đổ đảng cộng sản đi, lật xong đổ cộng sản xong rồi thì để chúng tôi mang cái trí tuệ của chúng tôi về để xây dựng đất nước, chúng tôi mang tiền ở hải ngoại về để xây dựng kinh tế cho đất nước. Thì tôi thấy rằng cái tiền của Tân Thái mà đi 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 đi, đi dỗ móng không biết được bao nhiêu tiền để về xây dựng đất nước, các bạn thấy không? Rồi cái trí tuệ và dỗ móng ấy mà mang về đất nước Việt Nam thì đất nước Việt Nam ta làm gì cũng bị đen bị trắng gì đâu mà để dỗ móng cho nó. Đấy, đất nước Việt Nam thì toàn người Việt Nam mang cái trí tuệ dỗ móng vào đây để xây dựng đất nước gì của Tân Thái. À, chào anh đã gửi. Đấy. Thế thì ta thử hỏi xem là cái trí tuệ của dân Thái và cái tiền của dân Thái để mang về xây dựng đất nước, thì tôi nghĩ rằng là nói như vậy mà bọn Việt Kiều nó vẫn ủng hộ ở cái bọn nằm bọn bọn dân chủ quậy, nó vẫn ủng hộ cái bọn hải ngoại chống cộng cực ngu này, nó vẫn bảo rằng là thế nào ta ở trong đất nước Việt Nam ta hiểu cả đất nước Việt Nam ta đang như thế nào, dành rằng có một số những cái bất cập và một số những tiêu cực thì chúng ta là những người dân, chúng ta phải biết nói lên chính chính kiến của mình, mang tinh thần xây dựng đất nước để dẹp bỏ những cái tiêu cực đó, cùng với nhà nước dẹp bỏ những cái tiêu cực đó. Vì nhà nước ta, chính phủ ta khuyến khích nhân dân
cùng nhau xây dựng đất nước và xóa bỏ tất cả những cái trường hợp như là tiêu cực, hối lộ, rồi nhũng nhiễu nhân sao vậy? Đấy, cái trường hợp này thì coi như là chào mọi người, không biết làm sao tự nhiên nó bị mất kết nối hay là do mạng kém à? Đấy, Phụng Lên, Phụng Lên nên gửi yêu cầu đi, nên nói chuyện nào Phụng Lên, Phụng Lên 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 đâu rồi, gửi yêu cầu lên nói chuyện này nào, ta lên nói chuyện, nói chuyện phiếm rồi tí nữa đông anh em vào thì ta nói. Nội dung hôm nay nói chung nội dung của chú là mở, rất là mở, nói về mọi thứ trên xã hội, về nói cả vấn đề bọn chống cộng cực vô, rồi bọn dân chủ cội, rồi vấn đề tình hình trong xã hội đất nước, những cái tiêu cực nào đó chúng ta nhìn thấy, chúng ta còn phải nói lên, cất lên tiếng nói của mình. Chúng ta có quyền cất lên tiếng nói của mình, chúng ta là người sống ở đất nước độc lập tự do, chúng ta có quyền, chẳng ai bắt bớ gì chúng ta vấn đề đó, chả ai cấm đoán vấn đề ta vấn đề đó, chúng ta có quyền nói lên ý kiến của mình để cho đảng và nhà nước người ta nhìn ra thấy tiếng nói của người dân, những cái gì người ta cảm thấy mình nói đúng người ta sẽ phải suy xét, tại sao chúng ta không dám nói. Rồi Lưu Long đâu, Lưu Long cũng muốn lên nói chuyện thì gửi yêu cầu ai cũng được, kể cả các bạn ở bên kia trên tuyến, các bạn cũng cứ lên, ta có thể tranh luận mọi thứ, ai lên cũng được. Đặt chủ đề của tôi là mở chủ đề, mà nói tất cả những cái gì mà mọi người cảm thấy bức xúc hoặc là không hiểu. Tôi hiểu đâu, tôi nói đến đây cái gì tôi không hiểu thì tôi không nói. Đấy, như thế. Xin chào anh Trần Ngơ, xin chào anh Trần Ngơ nhá, và chào tất cả mọi người. Đấy, nội dung của tôi là nội dung rất mở, ta nói tất cả những cái gì bất cập về vấn đề coi như là ở xã hội, ta cảm thấy bức xúc cái gì chúng ta chưa hiểu, ta có thể nói lên trên cái diễn đàn, ở trên một cái cộng đồng mạng này để cho mọi người nhìn thấy và nghe thấy, và ta cùng đấu tranh. Đấy, mình là người Việt Nam sống ở thế giới tự do độc lập, ta có quyền nói lên những cái chi kiến của mình và những suy nghĩ của mình. Đó. Nhưng mà nói mang tinh thần xây dựng đất nước, tất cả những ai muốn nói lên là phải nói lên tinh thần xây dựng đất nước, chứ không thể nói trên tinh thần phá rối và phá hoại đất nước, phá hoại nhân dân. Những người đó nào có ý tư tưởng phá rối phá hoại nhân dân, phá rối đất nước hoặc bêu xấu làm mất uy tín của chính phủ, của nhà nước, là những người đó có tội với nhân dân, có tội với đất nước. Ta phải lên án những hành động đó, những hành động phá rối, kêu gọi biểu tình, kêu gọi lật đổ, đó là những con người có dã tâm xấu. Sao thế nhỉ, cái mạng hôm nay nó kém làm sao mà tìa, hay là cái ghế của tôi bị cái gì mà tự nhiên nó chỉnh thẳng, nó lại mất mạng thế nhỉ, nó mất mạng đúng, nó xoay tròn không kết nối này sao nhỉ? Mọi người lên là gửi yêu cầu, ai lên gửi yêu cầu ta để ta nói chuyện nào. Rồi không phải em nói mấy câu thẳng tin Tân Thái nó đúng rồi à, cái diễn đàn của Tân Thái thì bây giờ bọn nó chỉ kêu gọi biểu tình, ai nói lên cái vấn đề khác thì nó lốc ngay, cho nên là tốt nhất là ta không thèm vào nghe, ta không thèm vào đấy làm gì, kệ cho chúng nó từng sớm với nhau. Chúng nó có khả năng, chúng nó lật đổ được đảng cộng sản, chúng nó làm đi, chúng ta là những người thử xem khả năng của chúng nó đến đâu, nếu có khả năng của chúng nó, cái trí tuệ của chúng nó đến đâu. Chúng hô rằng là mùng 8 tháng 8 lật đổ chính quyền, mà đến bây giờ mình vẫn ngồi đây. Rồi giờ này đến mùng 29, thứ nhất là cái thằng tôi nghe cái thằng coi như là tự xưng là đệ nhất quốc sư Trần Dần, đấy, đang thờ Chúa Trời với mấy ông thần núi thần sông, cái thần thổ tả gì yêu vượn gì đấy không biết, đấy là bảo là sẽ mang những cái thần thánh đó để về lật đổ cộng
cái thần thánh đó. Tôi thì tôi nói thật, tôi không tin. Tôi nghĩ là cả Trần Dần mang cả cái Chúa Trời của Trần Dần mấy ông thần núi, thần lửa, thần sông, thần gì đấy, thần động đất rồi đang thêm An Nguyên nhá, đang để mấy ông thần đấy đây về đây. Bây giờ công an nó bắt bỏ tù sạch ông thần đó thì đưa công an bắt bỏ tù hết, làm gì có thần nào. Xin chào, chào bác Trần Siêu, chào tất cả anh em trong diễn đàn. Thì cũng nhiều khi là cũng thật sự là em thì em cũng không muốn tham gia, thế nhưng mà nghe bà que nó xỏ xiên, nó đổi trắng thay đen nhiều quá mà nhiều khi bực không có ăn được cơm. Hôm nay là bác Siêu nhìn em này, hôm nay là vừa đi uống rượu về nhưng mà uống hơi nhiều, đi hơi bị vừa va chạm mà giao thông một tí. Ta đi ra đường là tốt nhất không uống rượu vì va chạm giao thông. Trong diễn đàn nhà mình bây giờ có nhiều ba que chưa bác? Cũng có ta cứ nói chuyện đi, có ba que nó có rồi nhưng mà có ít thì giờ hạn sẽ vào nhiều. Lưu Long cứ chia sẻ cho nhiều ba que vào đây, thật càng nhiều càng tốt. Em cứ thích đối chất với lại ba que xem chúng nó trả lời sự thật như thế nào. Nên thực ra thì hôm qua có lên chỗ nhà Tân Thái một tí, thế xong rồi nó lốc ra là không vào được nữa. Thế xong bắt đầu em sang cái bên gọi là cái bên YouTube ấy. Em bảo là mày mở link ra để tao nói chuyện, thế nhưng mà nó vẫn không mở. Thực ra thì cái bọn ba que này nó thật sự là nó rất sợ sự thật. Để mà nói thì nó không thể nói lại được những cái, tức là tất cả mọi cái, tức là về nhân chứng, bằng chứng của lịch sử thì nó không thể nói được. Bởi vì nó không phải là cộng sản làm ra, mà bây giờ trực tiếp là những người nước ngoài người ta làm ra những cái video, những cái sự thật của vấn đề lịch sử. Thế cho nên là chúng nó cứ cắn càn sủa láo búa láo. Thật sự là nói thật với bác Siêu là bên này tất cả mọi người trong diễn đàn là nhiều khi nghe chúng nó cắn càn sủa láo mà bực còn không cả ăn được cơm. Em thì em cũng không muốn lên diễn đàn đâu, nhưng mà nghe chúng nó cắn càn sủa láo nhiều quá nó bực, cho nên là bắt buộc mình phải lên. Mặc dù là em chưa bao giờ em nói chuyện về cái vấn đề này, nhưng mà thật sự là nghe nó bực quá nên mình, mặc dù là mình nói không hay, mình nói có những cái vấn đề mà nó có những cái thiếu sót thì cũng mong mà là mọi người thông cảm. Thế nhưng mà mình cũng nên mình nói một vài câu. Nó thật sự với bác Siêu là như thế. Em cũng xem cái chương trình của bác Siêu rất là nhiều rồi, của tất cả các anh em về bên Cờ Đỏ rất là nhiều rồi. Em thì cũng không nên nhiều, em cũng không nói nhiều. Thật sự là hôm nay thì anh nói cho em biết thế này, em ấy là phải khuyến khích tất cả mọi người, chúng ta trên mạng xã hội là chúng ta phải lên trên mạng xã hội để vạch mặt bọn chúng ra. Bọn chúng là những bọn xuyên tạc, chúng xuyên tạc từ lịch sử, xuyên tạc từ lãnh đạo và xuyên tạc rất nhiều những cái trên mạng xã hội để cho cái bọn ma que ở bên Mỹ họ không hiểu gì về đất nước Việt Nam, họ chỉ xem ở trên những cái mạng Google hay là gì đó, là họ vào họ xem, là họ xem toàn cái vấn đề xuyên tạc. Vậy thì phải, trong đất nước chúng ta phải cần những người như anh em mình phải lên trên diễn đàn để nói nên vạch mặt cái bọn xuyên tạc của bọn chúng để cho người ta hiểu. Đấy, xin mời em. Em thật sự là nói thật với bác Siêu là toàn người nhà mình, thì nhiều khi nói chuyện thì cũng em thì em cũng muốn thích đối chất với lại ba que. Thực ra thì cái diễn đàn của anh ấy, anh nói cho em là cái diễn đàn của anh đây là sẽ đưa lên trên YouTube. Đấy, Việt Sản sẽ đưa lên YouTube. Em cứ nói chuyện, họ không xem bây giờ thì mai ngày kia họ cũng sẽ xem. Như yên tâm là như thế. Cái diễn đàn này ông đại sứ trước là gì, ông Hosea hay là ông gì nhỉ?
ông đại sứ trước Ông bây lại giờ chứng người á, Mỹ hả? và Ông tức đại là chứng đại người sứ Mỹ Việt nha. Nam, Ông em trực tiếp à. nhắn tin cho ông ấy. Em là em có ý kiến với ông ấy là thực ra thì trong thời gian vừa rồi thì không nghe một số cái vấn đề mà ông ấy nói trong vấn đề trên mạng ấy, tức là em và bản thân em đã có đề nghị với ông là em muốn đối chất với trực tiếp với ông đại sứ đấy về vấn đề dân chủ nhân quyền đấy. Tức là nếu như các anh Ba Que nhé, các anh ở bên Mỹ nhé, mà các anh thân với lại Mỹ hơn đúng không, các anh có thể hiểu trực à các anh có thể hiểu hỏi trực tiếp với ông đại sứ trước ấy, trước bây giờ ấy, là có phải là có một người tên là Nguyễn Anh như bây giờ, tức là cái nick Nguyễn Anh bây giờ, là có phải nhắn tin cho cái ông đại sứ đấy là tôi muốn đối chất trực tiếp với ông về vấn đề dân chủ nhân quyền giữa nước Mỹ và đất nước Việt Nam, xem ai dân chủ hơn ai, ai nhân quyền hơn ai. Anh là cái ông đại sứ đấy thì ông ấy có xem tin nhắn nhưng mà nói thật là ông ấy không trả lời, ông không trả lời tin nhắn. Thật sự là em cũng thấy hơi buồn, buồn gì là bản thân ông là người đưa ra những cái việc nọ việc kia nhưng bản thân em là một người dân Việt Nam bình thường, em muốn đối chất với ông nhưng mà không có vấn đề phản hồi trong cái việc đấy. Còn hôm nay ở đây thì nói thật với bác Trần Siêu là cũng muốn nói thật nhiều. Thế nhưng ở đây nếu như có các anh là Ba Que nha, có các anh Ba Que trong nhà của anh của bác Trần Siêu nhá, thì hỏi rõ sẽ hỏi xem là các anh các chị là Ba Que ấy, có hiểu thế nào là tự do không, phải trả lời cho đúng. Còn ở đây sau tí nữa em sẽ xuống, thế còn trả lời mà không đúng thì em sẽ lại lên em sẽ có ý kiến. Có hiểu thế nào là cái từ tự do không, mà cứ lúc nào cũng nói là tự do dân chủ nhân quyền, tự do có hiểu thế nào là tự do không, còn dân chủ phải không ạ, dân chủ so với nước Mỹ với nước Việt Nam. Thế tại vì sao tôi chỉ nói em chỉ nói là trong cái cuộc bầu cử vừa rồi đúng không, khi mà Bill Clinton, thực ra thì năm 2001 bản thân em là người trực tiếp bảo vệ vòng ngoài khi bà Bill Clinton, tức là lúc đấy là bà đang là bà là vợ của tổng thống Bill Clinton sang thăm Việt Nam và khai quật tìm kiếm khai quật các cái tìm kiếm các cái hài cốt của lính Mỹ, em là người bảo bảo vệ trực tiếp vòng ngoài đúng không ạ, tức là bà là người. Tại sao em nói thế, là người tham gia cái tranh cử tổng thống thống vừa rồi và đại đa số người dân của nước Mỹ bầu cử cho bà ấy. Nhưng tại sao ông Trump vẫn thắng đó, đấy là nói về vấn đề dân chủ. Nếu mà nói về vấn đề dân chủ thì hàng ngày hàng giờ hàng phút các anh ngụy lô Ba Que vẫn nói là sống trong đất nước tự do dân chủ. Nói đến cái cuộc bầu cử vừa rồi, cái cộng đồng của người Việt ấy có mấy cái mống với nhau, nhưng mà cứ suốt ngày chửi nhau là thế nọ thế kia, thì hỏi xem là dân chủ đâu. Thế còn nói về nhân quyền thì hỏi các anh Ba Que xem là cảnh sát Mỹ nhá, nói đây nói này nói từ sự thật, một em bé 16 tuổi gốc Việt cầm một cái bút chì, một cái bút đấy, nhưng mà người ta cũng bắn chết đấy. Dân chủ nhân quyền đấy thì nhân quyền đấy thì nhân quyền là người ta không cần phải xét xử, cảnh sát có quyền bắn giết người, một năm cảnh sát Mỹ giết bao nhiêu người dân, mà thực tế người 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 Mỹ gốc Việt đã bị chết rồi đấy. Tôi hỏi xem là dân chủ nhân quyền ở Sao đâu, không biểu tình chứ? Sao? tại sao bây Sao họ giờ không biểu nói tình chứ? Đó. dân chủ nhân quyền, tôi nói là dân chủ nhân quyền Việt Nam hiện tại bây giờ là các anh đang quá trớn, các anh đừng lừa người dân nữa đúng không ạ, đừng có lừa người dân nữa. Thế còn đây nói thật sự với bác Siêu là bản thân em thì cũng không phải là cái gì cả, cứ suốt ngày ra giả đóng thuế rồi thì thế nọ thế kia. Bản thân em làm thật sự với bác Diêu là em làm 17 triệu một tháng, em chả phải đóng đồng đồng thuế nào cả, chả phải đóng đồng thuế nào cả. Nhưng tại sao mà các anh bên Long gọi là vong lô suốt
ngày ra giả đóng thuế nuôi ai, ai đóng thuế một năm mọi người hàng năm, tức là mỗi một người công dân thì nói thật sự nếu nếu như theo xe theo như em nghĩ và thực tế so với lại cuộc sống thì thật sự là người dân chẳng phải đóng thuế cái gì cả, suốt ngày là kêu đúng là đóng thuế cái loại thế kia, chủ yếu thật sự cái bọn dân chủ quậy á nó cứ hô hào là đấy đóng thuế để nuôi cán bộ thì đóng thuế để làm cái loại kia, nhưng nó đóng được cái gì, tôi hỏi là đóng được cái gì, nuôi được cái gì, ai nó nuôi đóng được cái gì cho nó được cái gì? à. Nó nuôi ai, nó đóng thuế cái gì mà nuôi cho người ta, mà nuôi người ta cái bọn dân chủ quậy này toàn nó toàn cái như là nói ra Em những cái điều coi như là ở trong đất nước Việt Nam này ai đóng thuế mình phải biết ngay, ví dụ mình làm là người biết đóng thuế những cái gì mình là người biết đúng không, ngoài cái vài cái đồng tiền xăng anh mua một ngày anh đi được mấy lít xăng, anh đóng được bao nhiêu tiền tiền mà anh đòi nuôi cán bộ mới nuôi là loại kia không, người dân không phải đóng thuế trong cái việc đấy. Thế như là nói suốt ngày nó không, kêu là đóng thuế. cái Nghe thuế đó những có người thể là ở bên hải ngoại người ta nói đấy, mua một cái kẹo cũng phải đóng thuế. Việt Nam có phải đóng thuế không? đúng Đấy cho nên là nói với bác Siêu là em thì em cũng không muốn lên đâu. Thế nhưng mà nghe nó thật với bác là ăn bát cơm mà nghe nó khó nuốt quá. Thế cho nên là bắt buộc có ý kiến với câu. Ở đây thì cũng xin có ý kiến với lại các bác, với lại anh chị em trong diễn đàn. Thế mà đặc biệt là có các bác bác quê ở đây nhá. đang Xin trực hỏi tiếp có đây mấy Trần cái Thế Đơn à, các đang phát anh vẫn thường thời đệ nhất, đệ nhị, đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, như các anh gọi là Việt Nam Cộng Hòa nhưng mà như chúng tôi gọi là vịt ngang cộng hành. Đấy. Tôi hỏi là bản thân ông Diệm, tức là bây giờ mình phải nói một tí là bản thân bố ông Diệm là người theo Pháp đúng không, ngay kể cả cụ Phan Đình Phùng ấy đúng là người yêu nước chống lại giặc Pháp, nhưng bản thân ông Ngô Đình Khả là bố ông Diệm ấy là theo giặc Pháp khi đến cái khu vực mà chỗ ông cụ Phan Đình Phùng ở khi cụ đã mất rồi. Nhưng mà bản thân ông Ngô Đình Khả là bố ông Diệm ấy còn khai, còn lôi gọi là khai quật cái mộ của cụ Phan Đình Phùng lên đốt lấy tro để hòa mấy thuốc súng bắn xuống sông đấy, các anh nói là như thế. Đấy là nguồn gốc. Nói về bà, nói về đến phần sau này thì do cái Vatican rồi do Pháp do Mỹ để dựng ông Diệm lên để thành một chế độ Việt Nam Cộng Hòa đó ạ. Thì bản thân ông Diệm là như thế nào? Đó. Bản thân ông Diệm từng nói trước tức là trước công chúng là biên giới Huê Kỳ tức là Hoa Kỳ là kéo dài đến tận vĩ tuyến 17. Đấy là lịch sử nhé, lịch sử ghi lại nhé. Không phải là cộng sản ghi lại đâu nhé, còn lịch sử ghi lại mà người Mỹ ghi lại đấy. Thì tôi hỏi là như thế nào? Bản thân các anh ba que trả lời đi. Đấy là thứ nhất. Thứ hai, thời dưới thời ông Ngô Đình Diệm lê máy chém đi khắp miền Nam giết chết hơn 400.000 người dân. Thì các anh yêu nước ở đâu, yêu dân ở đâu, như thế nào? Đúng không ạ? Đấy là cái thứ hai. Cái thứ ba, các anh tôn sùng cái việc gọi là đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa. Thì tại sao các anh tôn sùng cái hiện tại bây giờ? Tức là các anh tôn sùng cái việc các anh như theo như các anh ba que nói là cái đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa, thì tại sao các anh lại, các anh cùng là con người với nhau, cùng là người Việt Nam với nhau, thì tại sao các anh lại giết ông Diệm một cách dã man tàn bạo như thế, mà ông đang là tổng thống lãnh đạo của các anh mà các anh lại giết ông Diệm một cách dã man tàn bạo như thế, đến giờ phút này các anh là dựng cái tượng của ông Diệm lên như một cái thằng hề sắc lơ. Anh bác về trả lời đi. Đấy là thời ông Diệm. Còn thời ông Thiệu nhá. Anh bác về nghe rõ và trả lời nhá. Là thời ông Thiệu, bản thân ông tuyên bố trước báo chí ở bên Mỹ rằng là Việt Nam Cộng Hòa là phải chịu lệ thuộc của Mỹ về tất cả mọi mặt, từ kinh tế, chính trị, văn hóa, con người. Rồi thì súng đạn.
Các anh trả lời xem là bản thân ông Thiệu ông nói thế. Thì đến thời ông Vương Văn Minh, ông Minh ông ấy có ý kiến là tôi đã từng làm tay sai cho Pháp và tôi đã từng làm tay sai cho Mỹ. Tức là trong cái thời kỳ mà ông Minh lên, ông lên thì tức là nói về vấn đề logic lịch sử thì nó rất có rất nhiều, tức là nếu mà để phân tích ra thì nó rất là dài. Thế ở đây thì đến thời ông Minh lên, mặc dù cái thời gian nó không nhiều, nhưng có một cái gọi là có một cái ý Trung kiến Quốc là thì tàu Trung sang Quốc người phải Mỹ. làm và dẹp sang cho. Thì bản thân ông Minh ông có ý kiến là bản tôi đã từng làm tay sai cho Pháp, tay sai cho Mỹ, bây giờ tôi không thể làm tay sai cho tàu được nữa, và bản thân ông ra cái lệnh đầu hàng. Đấy, tức là Đúng rồi. đệ nhất đệ tam của các anh Việt Nam Cộng Hòa các anh như thế đấy, thì các anh nghĩ như nào? Và đến giờ phút này các anh còn mị dân, các anh còn lừa dân trong cái việc nọ việc kia. Chứ còn nói đến gọi là cộng sản hèn như giặc khác với dân. Hèn thì cộng sản không bao giờ đánh giặc, không bao giờ đánh đánh tàu năm 1979 để tàu để cướp về nước. Nhưng hèn phải nói đến Việt Nam Cộng Hòa nhé. Việt Nam Cộng Hòa là phải cút quần áo đầu hàng giặc tàu ở Hoàng Sa ấy, dâng Hoàng Sa cho giặc tàu ấy. Hèn phải nói là Việt Nam Cộng Hòa bán đảo Ba Bình cho Đài Loan đấy. Còn ác với dân ấy thì cộng sản đấy, nói qua các cuộc biểu tình vừa rồi cộng sản chưa bao giờ dùng đến những cái việc nọ việc kia. Nếu như cái, tôi chỉ cần nhé, tôi nói là tôi thì tôi đã từng nói trên các diễn đàn, tôi chỉ cần nói là nếu như cảnh sát Việt Nam ấy, thì cần làm bằng 1/2 cảnh sát Mỹ thôi, thì xin lỗi các anh Ba Que này, các anh dân chủ cuội trong nước nhé, các anh không có đất sống đâu. Còn cảnh sát Mỹ ấy, chỉ cần vi phạm luật giao thông thôi, nó bảo anh giơ tay lên đầu là anh phải giơ tay lên đầu, anh nó bảo anh giơ tay lên đầu mà anh đưa tay xuống dưới là nó bắn chết anh luôn, không cần phải xét xét gì cả. Đấy, cho nên là nó cần đấy để Này để anh trả lời cho em, để anh trả lời cho em cái hèn với giặc ác với dân là như thế này. Cộng hòa sản có hèn với giặc hay không? Đấy, phải ác với dân hay không? Cộng sản hèn với giặc nhưng mà đã đánh đuổi được Pháp, được Nhật, đánh đuổi được Mỹ, đánh đuổi được Tàu và đánh đuổi được Pol Pot, Israel. Đấy, còn Việt Nam Cộng Hòa thì chưa đánh được một cái thằng giặc nước ngoài nào cả. Đấy, nhá. Cái anh đây ơi, nói rõ là những cái việc hèn với giặc hay không? Đấy, à còn Việt Nam Cộng Hòa là tốt với dân là được cái là đi càn quét để giết hại đồng bào miền Nam Việt Nam. Đấy à là có quý dân hay không, đấy đấy là như thế. Đấy, mang giặc Mỹ mang tới Việt Nam là 8 triệu tấn bom đạn để mang vào làm quà cho nhân dân Việt Nam. Đấy, mang cái chất dioxin mà sau 50 năm rồi bây giờ vẫn coi như là nhân dân Việt Nam vẫn phải chịu cái hậu quả của cái chất độc dioxin này. Đấy, đấy là cái tốt của Việt Nam Cộng Hòa là như vậy. Đấy, tốt với dân đấy là như thế. À, Xin mời em nghe chưa? và em nói xưa là dân tộc Việt Nam 4.000 năm lịch sử chưa bao giờ rồi khuất phục trước ngoại xâm. Bác Hồ của chúng ta đã nói từng nói một câu là thà hy sinh tất cả nhưng không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ. Thế như các anh Ba Que cũng là hèn với giặc ác với dân, thì các anh sau các anh đầu hàng giặc tàu Hoàng Sa, cụt quần áo ra đầu hàng giặc tàu ở Hoàng Sa, dâng Hoàng Sa cho giặc tàu, sau các anh lại bán đảo Ba Bình cho Đài Loan. Đó ạ. Cái cộng sản thì nói thật với bác là chưa bất phục bất cứ một kẻ thù nào cả. Thế còn nói về vấn đề kinh tế, xã hội, văn hóa và phát triển của Việt Nam đến giờ phút Đây này thì nói này. thật với bác là Ba Que nó rất mơ muốn được về Việt Nam. Thế nhưng nói thật với bác nó không, cho nên nó cứ cắn càn sủa láo, nó mất dạy thôi. Đấy, cho nên là Đây này, Phú Trang này. Rồi, tôi xin để tôi trả lời cho Phú Trang nghe cái câu nói của Phú Trang này. Dân tộc Việt Nam là dân tộc nô lệ Tàu Cộng dưới tay sai của Đảng Cộng sản. Rồi, để tôi trả lời cho Phú Trang hiểu này. Bản thân Phú Trang ngày hôm qua có lên diễn đàn của Lưu Ly nói rằng là Nhật nó đã giao
cái chính quyền miền Nam cho diện rồi, tại sao Đảng Cộng sản lại còn phải đi cướp chính quyền từ tay Nhật? Đấy. Thế Phú Choang là một người ở đất nước Việt Nam, là con người Việt Nam hay là người Mỹ? Tôi biết Phú Choang là người gốc Việt nhưng bây giờ có thể là người Mỹ rồi. Thì Phú Choang chẳng hiểu gì cái lịch sử Việt Nam, thì tốt nhất đừng nên nói về Việt Nam nữa, vì là giặc Nhật nó đã bị động Việt Minh đánh đuổi từ năm 1945 đến năm 1955, Mỹ mới mang diệm về để thành lập Việt Nam Cộng Hòa. Cái thằng Nhật nào nó để dành tới 10 năm sau nó mới giao cho Việt Nam Cộng Hòa. Đấy. Rồi hỏi Vũ Trang, nên Vũ Trang là người ở đâu? Ở Cung Trăng hay là trong hang trong lỗ ra, hay là ở Cung Trăng mới rơi xuống? Tìm hiểu lại lịch sử đi để mà nói nhá. Còn tôi nói cho Vũ Trang hiểu này, về cộng sản cướp hay không, hay hèn hay không, như nào này, những cái cộng sản làm được thì Việt Nam Cộng Hòa không làm được, những cái Việt Nam Cộng Hòa làm được mà cộng sản không làm được. Đấy, tôi nói cái thứ nhất, tôi nói về cái cộng sản không làm được mà Việt Nam Cộng Hòa làm được. Cái thứ nhất là Có ý kiến tụt này. quần đu càng bỏ chạy. Đấy, tụt quần đu càng bỏ chạy, đó là Việt Nam Cộng Hòa làm được mà cộng sản không làm được nhá. Đấy, những cái mà bán nước hại dân đấy thì Việt Nam Cộng Hòa làm được mà cộng sản không làm được, thấy nhá. Cái thứ ba nữa là cái ngu dốt ăn hại, chuyên môn có tư tưởng làm tay sai nô lệ cho ngoại bang thì Việt Nam Cộng Hòa làm được mà cộng sản không làm được. Đấy, đấy là nói lại cho quý ông hiểu nhá. Có những cái cộng sản làm được mà Việt Nam Cộng Hòa không làm được này, là thống nhất đất nước là cộng sản làm được mà Việt Nam Cộng Hòa không làm được. Đấy, mang lá quốc cờ quốc kỳ của Tổ quốc Việt Nam, lá cờ đỏ sao vàng đi cắm ở tất cả các nước trên thế giới này. Đấy, cắm kể cả trên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là cộng sản làm được mà Việt Nam Cộng Hòa không làm được. Đấy, nói đây nhá, làm cho tất cả các nguyên thủ quốc gia của các nước trên thế giới này đến thăm Việt Nam hoặc Việt Nam đến thăm các nước thì tất cả các nguyên thủ Việt của các nước phải cúi đầu chào lá cờ và hát quốc ca của Việt Nam. Đấy là cộng sản làm được mà Việt Nam Cộng Hòa không làm được. Đấy, tôi nói cái đó mọi người có chứng kiến là cái đó tôi nói đúng không? Mọi người trên thế giới đều biết những cái đó đúng không? Đấy, có đúng không? Em Mà cái đó là mọi người trên thế giới đều biết. Rồi em quay kia đi. có ý kiến này, nói cho con đi được Phú Trang đi Sa Phạn này, mày đừng Không ai có có bài, nó bảo bài là Phú Trang không phải Lý Sa Phạn. Ai em không đọc rồi, phải Phú Trang mày là đúng một rồi. người, không không, Phú Trang tôi đã nhìn thấy mặt Phú Trang, tôi đã nhìn thấy mặt Phú Trang. Phú Trang là người Việt Nam, người Mỹ gốc Việt, năm nay khoảng 37, 38 tuổi, hiện đang sống tại bên Mỹ. Đấy, tôi nói cho biết đấy, em nhầm nhá, là Lý Sa Phạn, sai, sai. Anh Quang Dung nói là Phú Trang là con đi được đi Sa Phạm. Không, không phải, nhầm, đấy nhầm hết, tôi đã nhìn thấy mặt Phú Trang. Đấy, tôi đã nhìn thấy Phú Trang. Phú Trang là một người con trai, năm nay khoảng 37-38 tuổi, là người Việt nhưng mà nhà người Mỹ gốc Việt. Đấy, nói cho Phú Trang biết đó là nói cho em biết nó là như thế, không phải Lý Sa Phạm. Đấy đấy. Trên cái diễn đàn này thì xem là cái các anh ba que xem là có ý kiến gì không, ý kiến luôn để Rất nhiều nói chuyện luôn em cứ à. nói đi, em cứ nói đi, bác là cứ nói đi. Đấy, là nói cho Phú Châu biết và những anh em Việt Nam Hòa biết rằng đấy là những cái mà Việt Nam Cộng Hòa làm được thì cộng sản không thể làm được, mà những cái cộng sản làm được thì Việt Nam Cộng Hòa không thể làm được. Đấy, mọi người xem có đúng không? Tôi nói là tôi những lời tôi nói là tất cả những người nào trên thế giới này ai người ta cũng biết đó là điều đúng À, đúng em chỉ không? thực ra thì bản thân chúng em là những người sinh sau đẻ muộn được sống trong cái nền hòa bình độc lập. Thế và bản thân mình thì luôn luôn nghĩ rằng để mà có một ngày hôm nay thì là phải biết ơn bao nhiêu những cái thế hệ đã đi trước, đã bỏ xương máu tính mạng để mình có được một cuộc sống ngày hôm nay và mình được có những cái cơ hội để phát triển. Ở đây thì nói đến cái vấn đề các anh ba que xuyên tạc, bản thân các anh vẫn thường nói là Việt Nam nghèo, phải không ạ? Nếu như nghèo ở Việt Nam
nghèo ở Việt Nam nhưng sống sướng bằng vạn các anh ba que ở bên Mỹ. Đấy, phải trả lời luôn. Đấy, nói là tại sao mà nói là như thế, nhưng trực tiếp những người Mỹ quay lại, những người Việt là sống vô gia cư đấy, chỉ muốn ăn có một bát phở thôi, nhưng 2 3 năm rồi mà không có tiền để ăn một bát phở đấy. Đấy, đây là nguyên xứ gọi là văn minh thiên đường tự do giàu có của các anh ba que đấy, đúng không ạ? Đấy Và là đấy là cái thực tế, mà không phải là cộng sản làm ra cái việc đấy, mà bản thân các anh ở bên Mỹ các anh quay lại, các anh quay lại để cho chúng tôi ở là những người trong nước chúng tôi hiểu thực tế được đấy. hết ru võ chờ một chút nha, để cho em này nói mấy ít nữa giờ mấy câu nữa em xuống à rồi rồi em đây hết ru võ, hết ru võ muốn xin lên nói chuyện, em nói đi để cho rồi cho mời hết ru võ lên. À vâng. Thế thì ở đây thì cũng có ý kiến với này anh với này tất cả các bạn trong khối cờ đỏ này, đây, trừ ba que ra nhé, không có nói với ba que nghe thì cũng nghe thôi. Thế nhưng ở đây thì cũng xin có ý kiến với này tất cả mọi người là bản thân các anh các chị đang sống lưu vong ở gọi là lưu vong nhưng gọi là vong lô Mỹ hoặc là tất cả các nước khác là rất thèm muốn có được một cuộc sống như ở Việt Nam, nhưng các anh không thể có được. Các anh cứ cắn càn sủa láo, các anh ở bên ngoài các anh trõ về, các anh hô hào mọi người là xuống đường biểu tình, gọi là xuống đường để lật đổ Đảng Cộng sản. Tôi nói các anh là 100 năm các anh vẫn cầu mong Cộng sản sụp đổ, và 1.000 năm các anh vẫn cầu mong Cộng sản sụp đổ nhá, nói là như thế. Thế còn ở đây ấy, chúng tôi là những người dân trong nước, tôi hiểu được cuộc sống của người dân, hiểu được cuộc sống của bản thân mình và người dân như thế nào, mặc dù có những cái rất là khó khăn, thế nhưng mà còn sướng hơn các anh gấp nhiều lần lắm ở bên 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 gọi là cách gọi là theo như các anh gọi là cái gọi là hải ngoại ấy, sướng hơn các anh nhiều lắm. Các anh đừng có gọi là tuyên truyền để lừa đảo nữa, người ta người dân người ta bây giờ người ta không tin tưởng các anh đâu, cái gì cái nó phải thực tế nhé. Tôi thì tôi cũng không muốn lên diễn đàn nhưng mà nghe các anh các chị Khoan ba rồi đã à. que nói nó không đúng sự thật, Vậy thì nói gọi rồi là lật lọng đổi trắng thay đen, có thành không, không thành có, chúng tôi là những người trong nước chúng tôi hiểu rồi được rồi nó là như thế nào. Còn ở đây thì xin rồi chờ khoan gửi yêu cầu mọi rồi để có mọi camera người rồi rồi cũng rồi trong một cái diễn đàn thì chờ cũng có rất nhiều người cũng có ý kiến, thế để mà có mỗi người có một cái ý kiến rồi thôi thì thế cảm ơn em là nhá, rất cảm ơn là em, lần sau rồi em lại lên trên diễn đàn anh nói chuyện rồi lần sau anh mở diễn đàn em lên nói chuyện nhá. Ok nếu xin như chào em. Được rồi Tượng Hoàng nhá, hiện Hoàng gửi trước thì mời Tượng Hoàng này. Hết rõ chờ một chút, lấy một ít mỗi người lên diễn đàn nói một ít để cho xong rồi lên. Ta mời em mời đăng thêm Tượng Hoàng nhá. Đang thêm đấy, đang thêm mà sao không được nhỉ? Sao lại không không được này? Tượng Hoàng ơi, không đang thêm mà không được, thêm mà mời mãi mà không được thì Tượng Hoàng thoát ra đi. Thoát ra vào lại, bây giờ thêm Hero Võ không Hero Võ là không trả lời nhá, thoát ra. Thoát ra nhá Hero Võ này. Không có câu trả lời. Chào từ khách mời. Hero Võ là không có câu trả lời là từ khách mời. Tượng Hoàng xem lại ấy lại xem thêm Tượng Hoàng. Rồi Lưu Long hả? Lưu Long thì chồng tí nhạ đấy, đây rồi ai Alo, xin chào và xin chào. alo. Xin chào anh Trần Siêu nhé. Và Em là thực ra không phải là Tượng Hoàng, Hoàng Tượng gì cả. Buồn cười lắm, à cái nick này tự dưng nó tên là thế, thành thế à dạ thôi. Em ở Hải Phòng. à vậy Nói có chung vấn đề gì em là chả vấn đề cả.
xem anh Trần Siêu nhiều, rất hâm mộ anh Trần Siêu. Anh em mình cùng chí hướng mà, hay lắm. À, anh Trần Siêu hút thuốc lá, ok. Rồi. Đúng là hay. Em có gì em cứ chia sẻ đi. Chia sẻ gì? Thực ra nói em ấy, quan điểm của em ấy thì nó có cái bất di bất dịch anh ạ. À. Dứt khoát là gì? Dứt khoát là mình phải ủng hộ chế độ của nhà nước nhà mình. Ngắn gọn thôi. Bọn kia kệ con mẹ chứ nó. À. Anh hiểu không? Em mới thật may, anh em coi thưởng cái bọn lắm. Toàn thì mẹ toàn là tiền thôi. Bên kia nó bơm về, thực ra nó chả đáng bao nhiêu, nhưng mà tự nhiên là đánh mất cái phẩm giá thôi. Chỉ có anh em mình giữ mãi, không bao giờ sai được anh Siêu. Em giới thiệu anh Siêu nhá. Anh Siêu có biết là ông Trần Cao Quận, nổi tiếng từ ngày xưa, gần nhà em ấy. Bây giờ ông ốm rồi. Bọn em nhá, vẫn cứ giữ làm sao. Mình phải chuẩn, nói cái gì là đúng rồi thôi. Nhà nước mình có cái gì sai, có gì bất cập mình ok, mình cũng không tán thành. Cái gì đúng rồi thôi em nhá. Anh hiểu chưa? Nói thì nói, một quốc gia, một nhà nước nó phải có những cái mà nó bị tồn tại và chưa thể giải quyết được ngay. Bọn nó cứ muốn giải quyết ngay thì anh bảo giải quyết kiểu gì, nó gọi là ba que thế. Chọc gậy bánh xe nó là bọn đấy. Anh xin cho ý kiến thế này, anh xin cho ý kiến một cái thế này là cái diễn đàn của anh là sẽ là cộng tác viên của cái sân vì đưa lên YouTube, cho nên là em mặc áo vào để tôn trọng, vì mai này mình còn đưa lên YouTube để cho khách khổ quá đường. Em có biết đâu, đùng cái em này chọc vào thì tự dưng em lên. Em rất xin lỗi anh Siêu nhá. Ok em xuống ngay. Và okay, đây là cộng tác viên của cái sân làm nói lên những ý kiến của những người dân để nói lên trên đường YouTube, nói lên trên thế giới. Cho nên em thông cảm, lần sau em lên diễn đàn của anh em mặc áo đâu. Và thực sự mà anh Siêu là thực ra vô tình quá, chưa bao giờ em nghĩ rằng em lên kiểu này, mà lần đây là lần đầu tiên, xin lỗi anh nhá. Rất rồi, xin lỗi. Chào em, lần sau em lên nhá. Ok, để anh cho Lưu Long rồi, Lưu Long yêu cầu vào. Để cho Lưu Long ơi, phụng lên rồi, phụng lên này. Không có thấy cầu của Lưu Long mà có phụng lên, nhưng mà phụng lên cũng không có câu trả lời nào từ khách mời. Xem lại cái này của Lưu Long xem nào có. Lưu Long không có camera. Lưu Long gửi lại yêu cầu nào. Phụng lên xem nào, phụng lên để xem nào. Phụng lên cũng không có camera là sao? Phụng lên ở trên này là gửi đây, thoát ra đi Phụng lên ơi. Thoát ra xong không có câu trả lời, thoát ra vào lại đi. Trên đây không có câu trả lời, đây Phụng lên này nhá xem nào. Phụng lên Lưu Long đây, có cái đây rồi, đấy đang thêm. Phụng lên phải thoát ra vì là vào lại mà không có câu trả lời. Còn đây là Lưu Long thì có câu trả lời, đây mời Lưu Long lên. Rồi xin mời, chào Lưu Long. Chào chú Trần Siêu. Chào tất cả các anh chị ở trong diễn đàn của chú và ủng hộ cái diễn đàn của chú. Cháu lên trên này cháu cũng xin chia sẻ một tí đấy. Và thứ nhất là cháu cũng muốn học hỏi thôi, học hỏi ý kiến của các chú. Chứ còn cháu lên mạng xã hội này hoặc là vào những cái diễn đàn thì cháu cũng không có cái mục đích cá nhân riêng, hay là làm bất cứ cái hình thức hay là cái việc gì nó trái cả. Cháu chỉ xin tham gia góp ý thôi. Thì và một các số diễn đàn á, ở trong cái trên trang mạng xã hội họ cũng có cái diễn đàn mở mang tính chất là quần chúng và xây dựng góp ý. Đó cháu cũng rất là thích, chứ không phải là phân biệt bất cứ ai hay là cái gì cả. Nên như vậy. Cái thứ nhất là cái việc mà một vài số diễn đàn họ kêu gọi biểu tình và cái cuộc biểu tình á ngày 29 tới đây. Thì cái này á thì theo cái cháu ấy thì như thế là không được, bởi vì là khi Chủ tịch Hồ Chí Minh chúng ta đã từng tuyên ngôn độc lập mà hai lần tuyên ngôn độc lập để gọi là khai sinh ra đất nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì cái đất nước của chúng ta thì chúng ta phải có một cái tiếng gọi là đất nước Việt Nam. Thì khi Việt Nam những cái ngày đó, ngày vào ngày Quốc khánh mùng 29 là một cái ngày trọng đại của đất nước, thì những cái người dân chúng ta không nên xuống đường và không nghe theo các thế lực thù địch ở trong và ngoài nước.
theo như cháu, có quan điểm của cháu như vậy. Bởi vì nếu để xuống đường mang cái tiếng nói đến cho quốc hội, vì quốc hội của chúng ta, đúng không ạ, của cháu và của chú và tất cả của loài người trong cái xã hội Việt Nam chúng ta hiện nay, thì quốc hội là của chúng ta, thì chúng ta mang cái tiếng nói nó ở tùy lúc, tùy nơi, tùy chỗ, chứ không phải lúc nào cũng lợi dụng cái việc nọ, cái việc kia để chúng ta xuống đường vào cái ngày quốc khánh mùng 29. Thì theo cháu, mùng 29 này cháu không đồng tình với tất cả bà con nào mà đã có ý hoặc là có cái việc mà kêu gọi để xuống đường vào cái mùng 29 được. Cái ngày mùng 29 là cái ngày trọng đại, thì chúng ta ở nhà hoặc chúng ta đi hội tụ tất cả những cái tiệc hay là những cái nơi công cộng vui chơi giải trí để chúng ta phải tự hào cái đất nước Việt Nam chúng ta chứ. Yêu nước gì mà nói là yêu nước? Tức là yêu nước là nước gì? Nước Việt Nam chúng ta đã yêu nước thì cái ngày khai sinh ra cái đất nước Việt Nam chúng ta này là cái ngày trọng đại, thì chúng ta phải vui mừng. Phải đúng vui mừng và phải ăn mừng. Đó là phải như thế, chứ không phải là yêu nước bằng cái kiểu mà kêu gọi, cháu thấy kêu gọi biểu tình đầy trên cộng đồng mạng xã hội. Cái việc đó thì theo cháu á, thì tất cả đó là những thành phần của thế lực chống phá Đảng nhà nước. Đúng. Thế. Đúng. Thì theo như cháu và bà con, nhất là cái khối bà con giáo dân, là tuyệt đối không được nghe theo tất cả những thế lực thù địch ở bên ngoài để chúng lôi kéo xuống, rồi là chúng ta cũng bà con đi biểu tình hoặc là đi xuống đường vào cái ngày đó nó gây mất ồn ào, rồi là nó ách tắc giao thông, mất trật tự công cộng, cứ mượn mãi, cứ viên cớ mãi vào cái hiến pháp theo cái điều 25 đó. Thế thì cái luật biểu tình nó cũng có luật rõ ràng, vì như riêng những cái ngày đó chúng ta phải kiêng đó, ngày là cái ngày quốc khánh ấy, là theo như cháu là như vậy. Thì cái ngày đó thì bà con chúng ta cũng phải là ở nhà hoặc là đi vui chơi giải trí những các công viên hay công sở hay là bất cứ ở đâu đó. Nó là một cái ngày quốc khánh trọng đại, chúng ta phải vui mừng, ăn mừng, vui mừng. Chứ lại đi xuống đường thì biểu tình thì nói làm cái gì? Chú xin nói với cháu là như thế này. Cái bọn gọi là bọn thù địch, bọn bác que thì nó chống phá đất nước thì chúng không kiêng lẻ một ngày nào cả. Dù chúng xuống bất kể một ngày nào thì nhân dân và an ninh của ta cũng sẽ đập tan cái mưu đồ của bọn chúng. Đấy. Thế còn nhân dân Việt Nam ta, những ngày như ngày mùng 29 là những ngày lễ lớn của đất nước Việt Nam, chúng ta nên đi chơi vui vẻ. Đúng. Đấy. Đúng. Vui vẻ. Đấy. Tránh xa những cái chỗ đông người của bọn biểu Đúng. Tình hô hào, để không may ra là mình sẽ bị oan. Một là có thể bị bắt oan, hai là có thể chúng mang những cái như vũ khí, như là xăng, như là axit hay gì đó, không may chen chúc nhau rồi nó băng vào người mình là người bị thiệt, đúng không nào? Đấy, cho nên ta phải nói cho bà con hiểu rằng cái ngày hôm đó ta tránh xa những cái trường hợp coi như là tụ tập đông người của cái bọn dân chủ hội nó hô hào biểu tình này đó, là ta tránh xa ra, có thế thôi. Còn bọn nó muốn cháu muốn thì chúng nó không một cái nào. Cháu xin lỗi chú này, cháu xin lỗi ngắt lời chú. Tức là những cái mà chú mang cái tiếng nói lên cộng đồng mạng xã hội này á, thì thực ra là không ai dỗi hơi để đi bỏ cái công sức mà lên để mang cái tiếng nói cộng đồng mạng xã hội suốt cả ngày cả đêm như chú đâu, cho nó thật. Vì cái này á là một cái lòng yêu nước, một con người yêu nước như chú là một con người chân chính, nó thực sự là như vậy. Nên vậy là bà con chúng ta cũng phải là rất là ủng hộ chú. Bản thân cháu có những cái có thể là cháu không ủng hộ, có những cái cháu ủng hộ, nhưng cháu ghi nhận là chú là một người thực sự là chân chính, rất thật thà, mộc mạc đó. Đó chứ vậy. Thế còn cái việc mà thực ra mà nói này, cái xã hội chúng ta hiện tại ngay bây giờ đó, đó mới là cái quan trọng, đó mới là cái quan trọng gần chúng ta nhất, đó, gần những người dân nhất. Thì cũng do chúng ta thì mới có cái xã hội, vì cái xã hội hiện tại ngay bây giờ thì nó cũng luôn có cái mặt trái mặt phải, vì cái có những cái mà có thể là chính quyền họ có những cái mà chưa thực sự đấy. Thì có những cái người dân thì cứ mang tính chất là oan sai đó. Thế nhưng có những người dân thì lại mượn những cái oan sai đó đã được giải quyết rồi, thế nhưng vẫn cứ đi làm sao đi để mang tính chất gọi là chống đó. Thì cái việc đó thì mỗi cá nhân chúng ta thế thôi, ai thế thôi, thì chúng ta cũng muốn có cái quyền lợi của chúng ta. Thế thực sự ra mà nói thì chúng ta cứ nhẹ nhàng, bình tĩnh. Mình nói cho rõ ra là như này này.
không lợi có dụng gì mà cán bộ, để chú nói cho rõ ra những ý của cháu nói là lợi dụng một số cán bộ địa phương ở một số địa phương làm có thể là làm sai nguyên tắc của nhà nước hoặc là làm trái với pháp lệnh pháp luật, thì một số người dân có thể họ bất mãn chế độ hoặc là bọn dân chủ cội họ hô hào xuống biểu tình chống đối lại nhà nước, chống đối lại chính phủ, có đúng ý cháu nói như thế là một. Cái không? thứ hai nữa là như kiểu là những người có quyền có chức chú ạ, thì cái này á cháu không lồng ghép, thế nhưng mà cháu chỉ có nhận định những cái gì ở cái xã hội nó quanh ta thì cháu mới đưa lên đây thôi, chứ cháu không có không có phản đối lại chú hay cái gì đâu. Thế thực ra mà nói này thì một vài những cái số gọi là quan chức là có chức có quyền đấy chú, thì họ mới tham ô hối lộ, nhưng đảng nhà nước chúng ta là không bao che cho những thành phần đó. Đó. Làm một bộ làm sạch một bộ máy lãnh đạo nhà nước thì đảng nhà nước chúng ta là đi sâu vào cái vấn đề là cái chuyện tham ô tham nhũng, mà những người có quyền có chức mới tham ô tham nhũng được đó. Thế thì cái việc này thì cháu cũng xem cái bài báo và cái chú Trung hiện tại bây giờ là chủ tịch thành phố Hà Nội đấy, đó. Đã từng nói những kẻ nào mà đã là quan chức, tức là quan chức ấy, mà có tham ô tham nhũng lạm dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt tài sản nhà nước hoặc làm sai quy định pháp luật nhà nước thì những kẻ đó phải trừng trị nghiêm khắc đó, vì người ta có học, người ta có học ấy mà. Còn những người dân người ta không có học thì ví dụ người dân người ta ví dụ hoàn cảnh khó khăn họ có thể vi phạm pháp luật, nhưng xử vi phạm nó ở cái phạm vi nó trong khuôn khổ. Thì còn những cái người mà cầm cân đẩy mực mà họ có chức có quyền mà vi phạm pháp luật, tức là tham ô tham nhũng hoặc là làm sai cái quy định của nhà nước như cái chú Trung chủ tịch thành phố Hà Nội đã từng nói đó, thì phải xử nghiêm, có thể phải tử hình đó. Thế còn người dân chúng Bây giờ ta chú nói này này, tội thì bây giờ chú nói chốt lại, chú nói cho cháu một cái như này để cháu hiểu này. Không cứ gì là ông Trung nói mà đảng và nhà nước, chính phủ ta luôn luôn khuyến khích cho những người dân phát hiện ra những tiêu cực của những cán bộ. Nếu như người dân ta phát hiện ra thì ta có quyền tố cáo. Nhưng nếu như ta không phát hiện ra, ví dụ như ta không phát hiện ra, nhưng vừa rồi nhà nước ta phát hiện ra một số cán bộ cấp cao, ví dụ như là mười mấy ông tướng vừa rồi đấy, bị bắt vì tội, vì mọi tội lỗi, thì ta là người dân ta phải có quyền nói lên tiếng nói của mình để cho đảng và nhà nước ta trị tội những người đó đúng người đúng tội đúng pháp luật, có đúng không nào? Đấy, không thể bao che đấy, những trường hợp đó không thể bao che vì đó là những giặc lội xâm, những tên giặc lội xâm đấy, phá hoại đất nước, đúng không? Vâng Đấy, chứ ta nói thẳng nói câu luôn, này kể cháu thấy hay quá chú ạ. không, chú đó chú là chú nói thật, vâng chú ta nói là câu những này người rất dân là hay ta và phải hay nói quá lên cái chính vâng kiến của mình, đúng phải được quyền nói lên cái chính kiến của mình, nói lên cho một xã hội trong sạch, một nhà nước, một bộ máy trong sạch, đúng không? Đấy, đúng để phục vụ nó nhân dân, thực đấy tôi tế nói thực đây. tế và xác thực và thực tế chứ không ảo, không đánh bóng dư luận. Cái việc nói Đúng, thẳng thắn đó mới là cái quan thẳng trọng thắn, nhất, mà chú nói lên cái câu đúng nói rồi. đó là cháu phải nói là cháu lại còn 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 yêu quý chú hơn nhiều nữa, bởi vì này mình có cái gì mình nói lên cái sự thật đó, không Đó có bao che không có đầy gì cả, không, không có gì mất. chú không bao che, không bao cho ai cả, chú là người dân chú quyền nói lên tiếng nói của mình đấy, Chính xác là như thế. nhưng mà mang tính chất xây dựng cho đất nước đấy, chứ không phải là mang tính chất phá rối đất nước đấy. Bất kể những thành phần nào chống đối phá rối đất nước chú chống lại hết, không biết họ Vâng. là ai đấy. Thế còn cháu xin 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 phép chú cho cháu chia sẻ nốt một cái một hai câu nói nữa xong rồi cháu xuống để nhường diễn đàn người khác. Tức là về cái mặt trận ấy, mặt trận chống lại các thế lực thù địch chú ạ. Thì cháu nói theo 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 ý của cháu thôi nhé. Thế còn chú hoặc là người khác hoặc là tất cả các anh chị em cô bác ở dưới diễn đàn này, mỗi người có một cái sở thích, mỗi người có một Đúng ý rồi. nghĩ hay là một cái khác nhau, không ai giống nhau cả. Nhưng mà chung cái ý một cái ý chí thôi, gọi là yêu nước yêu tổ quốc thôi. Thế thực ra mà nói này thì cái diễn đàn để chúng ta làm những cái việc mà gọi là tuyên giáo tuyên truyền để cho những bà con thiếu hiểu biết, ví dụ trường hợp của cháu này là cháu thiếu hiểu biết này, cháu cũng lắng nghe. Thế nhưng mà nói lên cái vấn đề mà
sắc tộc tôn giáo, hoặc là bên đạo bên lương á, hoặc là cờ vàng cờ ba que á. Đó thì theo như cháu ấy, đây cho cháu theo cháu chú thông cảm, nếu có sai thì chú cũng phải bổ sung với cháu, là theo như cháu ấy, thì cũng không nên đưa cái vấn đề này nó vào cái trong cái công cuộc đấu tranh trong cái thời kỳ đổi mới này. Đó cháu nghĩ là như vậy, bởi vì này này đó ví dụ cái tôn giáo, cái tôn giáo, cái sắc tộc và tôn giáo nó rất là quan trọng. Chúng ta là đều sinh ra và lớn lên, đã sinh ra lớn lên đều có quyền bình đẳng cơ mà, không ai Rồi có đúng. quyền cấm đoán, không ai quyền làm gì cả, trừ khi chúng ta làm sai những gì pháp luật không tha thứ, đúng không ạ? Thế thì theo như cháu chỉ góp ý và tham gia thôi, tức là để lên làm một cái diễn đàn, hoặc là đi tuyên truyền mở một diễn đàn để chống với sự luận điệu, thì chúng ta cũng không nên đưa cái chế độ cũ hay là lồng ghép vào cái chế độ mới, bởi vì chúng ta cũng biết, tức là quân thực dân Pháp đấy rồi, chúng ta biết rồi, và quân Mỹ nó cũng xâm chiếm, chúng ta cũng biết rồi, chúng ta phải thừa hiểu cái việc đó, không có gì sai cả. Thế thì chiếm đóng đất nước chúng ta thì chúng ta phải giành lại được cái độc lập, cái chủ quyền cho đất nước chúng ta, để đánh đuổi giặc Pháp ra, giặc Mỹ ra khỏi đất nước chúng ta là đúng, chứ không có gì sai. Thế còn cái chế độ trước thì cháu không sinh ra, thế nhưng mà thực ra mà nói thì ở cái chế độ này thôi, chế độ này chúng ta phải theo cái chế độ này, chúng ta không thể mang cái chế độ cũ để áp đặt vào chế độ này, trở thành cái sự hận thù Rồi, ý của cháu giữa nói, chú lương hiểu rồi, giáo bây giờ giữa này. cũ và mới, theo cháu là Bây giờ vậy. chú nói này, một số người gọi là, chú gọi là cái bọn ba que, đấy, và một số dân chủ cụ, họ tuyên truyền rằng cộng sản là vô thần, đúng không nào? Đấy, vì bây giờ hôm nay cháu ngồi đây chú sẽ giải thích cái vấn đề vô thần và thuyết duy vật của cộng sản để cháu và mọi người nghe. Đây này nhá, vấn đề này để chú nói để cho mọi người và cháu nghe về vấn đề cộng sản và thuyết duy vật, duy vật biện chứng. Đấy. Đấy, để chú nói do và cái thuyết vô thần của cộng sản. Đấy. Chứ bọn ba que nó xuyên tạc, nói thẳng cái thuyết duy vật biện chứng vô thần của cộng sản nó là như này này. Đấy. Cộng sản gọi là chủ nghĩa cộng sản ấy tin vào những cái gì nó là thực tế, họ tin vào họ không tin vào thần thánh, nhưng họ vẫn tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng đấy, nhưng không lợi dụng tự do tôn giáo và tự do tín ngưỡng để mà mê tín dị đoan. Đấy là rõ, nói rõ ràng đấy là cái thuyết Cháu 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 xin lỗi chú cho ngắt lời. nói Cháu 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 gọi ngắt lời là chú. Cháu xin lỗi cho ngắt lời chú. Cái chủ nghĩa cộng sản. Đó, cái chủ nghĩa cộng sản. Theo chủ nghĩa Mác á, mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phải từng đi học hỏi và mang cái tư tưởng đó, cái tư tưởng của cái chủ nghĩa Mác. Chủ nghĩa Mác. Tức là nó rất là tuyệt vời, tuyệt vời ở chỗ nào? Tức là mình phải giành cái độc lập, cái quyền tự do, cái quyền bá chủ cho mình. Đó, mình quyết không làm nô lệ cho giặc. Cháu chỉ nói sơ qua thôi, không hiểu. Đó. Thế là đấy là một cái chủ nghĩa xã hội rất là tuyệt vời, chứ không phải là không. Thế còn một vài những số diễn đàn ở trên mạng á, cháu nói có những cái diễn đàn hay, có những diễn đàn không hay, thế nhưng họ thường là mang cái chủ nghĩa cộng sản hay là chủ nghĩa Mác, mà họ cứ mượn cái cớ áp đặt của cái thời của ông Gorbachev ấy, thời Liên Xô Viết ấy, Liên bang Nga đó, bị sụp đổ đó. Thì đúng ra mà nói theo cháu này, cái đất nước của Nga thì cháu cũng không tìm hiểu sâu về cái vấn đề đó, nhưng thực ra mà nói là cái thời của ông Gorbachev ấy là bị cấm vận, bị các nước xung quanh là đều cấm vận. Thế còn cái nước chúng ta, đất nước chúng ta, thì chúng bọn thế lực thù địch nó mới nhằm vào cái việc là nào thì thực phẩm bẩn, nào thì là cái nọ cái kia đó, để chúng nhằm vào cái lòng dân chúng ta để kích động, để gọi là chống Trung Quốc, chống Trung Quốc. Thế bây giờ chúng ta chống Trung Quốc thì chúng ta chống thế nào được? Đất nước có chủ quyền thì làm sao mà chống Trung Quốc được? Không có bất khả xâm phạm, không một nước nào có thể là Không, bây xâm giờ nói chiếm đến chống Trung Quốc chống thì nhau được. chú Đấy. lại nói cho cháu Để hiểu lật đổ này cộng sản là cái việc đấy là không bao giờ có được. này. Không, chú nói là như thế này cho cháu hiểu là vấn đề chống Trung Quốc hay không chống Trung Quốc thì nó như thế này này. Cái chính sách của Đảng và nhà nước ta là hòa hiếu, đấy, vừa đánh vừa đàng, hòa hiếu, mềm mỏng. Đấy. Nhưng mà không chịu lùi lún bất kể một vấn đề gì nếu như bọn quân Trung Quốc mà mang sang xâm lược Việt Nam ta.
Đấy. Vâng. Hiện trạng nó như thế nào? Giữ nguyên hiện trạng như thế để ta giải quyết dần dần, lấy lý, lấy tình để xử trí. Để làm sao? Vừa là bạn. Đấy. Để xây dựng đất nước, đưa một nền kinh tế lên cao, nhưng cũng không chịu thua chúng nếu như một khi chúng xâm phạm đất nước ta. Đấy. Xâm phạm đất nước ta. Tức là ý ý cháu nói như vậy là chú cũng không cần phải giải diễn dài thì cháu cũng hiểu này. Tức là cháu đang nói về cái mục đích của là xúi dục người dân đấy, mang những tiếng nói đến cho người dân để kích động chống lại Trung Quốc ấy. Thực ra đúng rồi. Là bây giờ cái chẳng thời kỳ chỉ này lợi dụng cái lòng yêu nước của người rồi. Dân. Cái thời kỳ này á là một cái thời kỳ nó phát triển, nói chung là chiến tranh về kinh tế đó, nói chung là về kinh tế đó mới là cái quan trọng nhất. Chứ không có dùng một súng đạn hay là xâm chiếm lãnh thổ đâu, không có đâu. Đúng, đó, đúng như vậy. Thế thì chúng chỉ nhằm vào cái việc mà chống Trung Quốc để người dân chúng ta nó gây cái sự chú ý đến dư luận quốc tế hoặc là đến cái đất nước Trung Quốc, người dân Trung Quốc thì có thể có những cái mà họ cấm vận thì trở thành là chúng ta là không thể phát triển được kinh tế, không thể xây dựng cho đất cạnh tranh với các nước khác được, và người dân chúng ta là người phải chịu thiệt thòi nhất. Đó, thế theo dõi vậy đúng là rồi. Chúng cũng nhằm cái mục đích đó để chúng gọi là chống Trung Quốc, chống Trung Cộng ấy. Nhưng mà thực ra mà nói là chúng ta chống là chúng ta chết trước, chết đầu tiên. Cháu nói rõ ràng cái việc đây là chính xác. Nếu không Trung Quốc thì chúng ta chết đầu tiên. Chú khẳng định với cháu một câu là nếu như chiến tranh Việt Nam Trung Quốc xảy ra thì ta chết, Trung Quốc cũng bị thương nặng. Đấy. Không có, không có chiến tranh chứ. Sao không? Chỉ có nói là chiến tranh về kinh tế chứ không nói về không bao giờ có được. Không, chiến tranh về kinh tế thì đất nước ta không có khả năng chiến tranh về kinh tế với Trung Quốc được. À. Nhưng mà nếu chiến tranh súng đạn xảy ra thì mình chết thì Trung Quốc bị thương nặng. 100 năm sau Trung Quốc sẽ không đuổi được thế giới. Nói thẳng đấy. Cho nên vì thế Trung Quốc cũng tránh chiến tranh với ta. Trung Quốc không dám chiến tranh với ta đâu. Nói thẳng một câu đấy. Chẳng qua ví dụ như vấn đề thương mại thì ta khôn khéo. Để vì là vấn đề cái nền nông nghiệp của ta vẫn còn phụ thuộc vào Trung Quốc rất là nhiều. Vì cái hàng của ta sản xuất ra chủ yếu bán sang Trung Quốc. Đấy. Vẫn xuất khẩu sang Trung Quốc phải phụ thuộc Trung Quốc rất nhiều vì số lượng hàng sản xuất của chúng ta xuất sang châu Âu và Mỹ rất ít vì cái chất họ đòi những cái chất hàng chất lượng cao, còn trong khi đó ta hàng chất lượng cao ta còn kém còn ít. Đấy. Mà hàng ở bên xuất sang Trung Quốc thì Trung Quốc nó như người Việt Nam, nó tiêu thụ hàng Việt Nam thì cháu và vì cháu thấy là các nước tư bản tự do đó. Những cái khối châu Âu rồi EU ấy, họ vẫn tất cả vẫn nhập cái mặt hàng của Trung Quốc đó, đang phải nhờ đó, đúng nhờ Trung Quốc đấy, không phải đơn giản đâu, vẫn phải phụ thuộc đấy chứ không phải là đơn giản đâu. Đến Mỹ cũng phải chiếm tới 78% cơ mà, cũng phải là phụ thuộc vào kinh tế của Trung Quốc, nền kinh tế của thì ý cháu nói là cái mặt trận chống chiến tranh, gọi là cháu ý sao cháu nói là chiến tranh về kinh tế, tức là cạnh tranh các mặt hàng về kinh tế. Chứ không ai có cái nghĩ là cái việc mà chống Trung Quốc hay là đánh bằng súng bằng đạn bây giờ không có. Theo cháu này vậy, về chiến tranh và kinh tế, cạnh tranh nhau. Cạnh tranh cũng là cũng như là chiến tranh nó gọi là về cái mặt hàng kinh tế. Thì chúng ta bây giờ chống Trung Quốc thì chúng ta không phải là phải chết được. Đấy là cái rồi. Của bọn chúng. Rồi cho nói đi để xong này mời đến anh Phục lên nhá. Cho nói đi. À hay cho nó chờ một chút để cho Lưu Long nói mà 1-2 phút nữa rồi là mời Hello Võ lên đấy chị ạ. Thì cháu cũng quý ở diễn đàn chú mà cháu cũng rất là mến chú, thì cháu cũng xin tham gia, cháu chỉ góp ý chia sẻ thôi, không có gì mang tính chất phản động. Đó. Rồi, rất thế là thực tế chứ không có gì là phản động. Bởi vì này, cháu đã từng học hỏi chú, nhưng ở trên này cháu nhấn mạnh nhất là cái vấn đề, một là cảnh giác các thế lực thù địch ở trong và ngoài lôi kéo bà con xuống ngày mùng 29 này. Đó là một ngày mà toàn dân chúng ta phải là ăn mừng và vui chơi. Cái thứ hai nữa là cái mặt trận khi chống cái sự luận điệu xuyên tạc của thế lực thù địch trong và ngoài thì chúng ta đi diễn đàn chúng ta không nên lồng ghép cái việc mà chế độ cũ hay là chế độ mới hay là sắc tộc tôn giáo. Thế hai cái đó rồi, là xin cảm ơn cháu. Xin cảm ơn cháu. Nhưng mà chú chỉ khuyên cháu trước khi cháu xuống thì chú khuyên cháu có một cái khuyên cháu này. Cháu là một người Việt Nam vẫn còn trẻ, phải có một tấm lòng yêu nước và yêu nước hơn nữa để xây dựng đất nước, xây dựng gia đình mình, xây dựng cho một đất nước trở thành một đất nước cường thịnh. À cái này vâng, cháu cảm ơn cái sự chia sẻ của chú rất là hữu ích. Tức là cháu phải là người yêu nước thì thực ra mà nói này, thì yêu nước thì ai cũng có quyền yêu, ai cũng yêu chứ không ai không yêu, mà cũng không ai cấm đoán hay không ai bắt mình phải như thế nào kia.
Cái đó thì chú chia sẻ cho cháu mang cái tính chất gọi là chia sẻ và góp ý, thì cháu xin ghi nhận những cái ý kiến của Rồi. chú và cháu cảm ơn chú nhé. Đó Rồi là như thôi vậy, thế này nhá, xin chào cháu chú, để xin cho chào anh chú. hai hai người nữa lên thì chú xin chào cháu nha, lần sau thì chú lại mời cháu lên nói chuyện Vâng nhé. vâng Ok, cảm 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 ơn cảm ơn chú. cháu. Rồi. Anh nha nhớ đâu nhờ, đâu rồi, đây là Hero Võ nha, có camera chú mời Hero Võ lên. Không có câu trả lời là từ Hero Võ rồi. Giao Long à? Giao Long Giao Long phải không? Giao Long, ok rồi, tôi xin mời Giao Long lên xem là Giao Long là ai, không biết, nhưng mà không camera. Giao Long không camera nhá, Giao Long thì không camera. Đâu anh nha, anh đã lấy là anh gì đấy nhờ, anh Trung Phan, Trung Phan là ok à? Ở Trung Phan, tôi thử mời anh Trung Phan xem nào. Anh Trung Phan không có camera. Xin phát ra vào lại gửi yêu cầu đi, chứ không camera đâu. Anh Trung Phan ạ. À, xem nào Trung Phan xem nào. Không ca camera Trung Phan đây, tôi xem đây đây. À Hero Võ đây, tôi mời Hero Võ lần nữa xem nào. Không Hero Võ thì không có câu trả lời là từ khách mời. Đấy, còn anh Trung Phan rồi là mấy anh kia thì cũng không có camera. Đấy. Thế bây giờ này thoát ra rồi vào lại nhá. Chào Diệu San, chào chào Diệu San, chào mọi người. Có khả năng hay là cái máy của tôi nó bị sao? À thì chết rồi, không khéo là máy nó hơn vài tiếng này, để tôi đổi máy khác, tôi livestream lại mọi người vào nhá. Tôi đổi cái máy khác nhá, mọi người vào để tôi livestream lại, vì đổi cái máy này vậy. Cái máy đó nó bị nóng rồi, khả năng là không thể nhìn thấy camera. Tôi vào cái máy khác xong bắt đầu là mọi người vào lại nhá. Xin chào mọi người, tôi tắt livestream này để vào cái máy khác, vì cái máy đó bị nóng rồi, không mời được nữa rồi nhá. Xin chào.